Hiện tại mình đây đang là sản phẩm khung nắng cuộc sống của Emma. Nó có cái tác dụng là giãn cái cột sống ra ấy. Cái này mình mua với giá là 60.000. Ôi rẻ nhỉ. Mình bị đau lưng ở hôm giờ này. Khó chịu lắm. Ngồi cả ghế massage rồi mà không ăn thua. Vẫn cứ phải tập thể dục. Đây sản phẩm đây. Chất liệu hoàn toàn bằng nhựa nha. Nó gồm hai mảnh. Một cái mảnh này với một cái mảnh này. Nó có thêm cái tấm mút mút này. Nhưng cái tấm này mình thấy là nó cũng bình thường thôi. Không gì đặc biệt. Và nó có bốn cái nấc này. 1 2 3 4. Ở đây nó chỉ có một cái rãnh thôi. Chắc là để mình lắp cái này vào đây như này này. Đây nó có các cái gai này. Các cái gai để lưng mình nằm lên ấy, như kiểu massage lưng luôn ấy. Còn cái này là ở giữa này. Một đầu này, cho vào cái rãnh này này. Rồi, đầu còn lại. Đầu còn lại thì mình cho vào một trong bốn cái rãnh này thôi. Đây là mức... Nó sẽ cong như này này. Xong mình nằm cả cái lưng lên đây này. Để mình kéo giãn cái cột sống mình ra ấy. Nó có đệm ở giữa hai cái xương này. Bao giờ nó cũng có cái đệm ở giữa. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà các bạn lao động ấy. Đấy, các bạn bê vác hoặc là lao động. Hoặc là nhiều khi gánh cái xương của mình nó gánh luôn cái trọng lượng cơ thể ấy, nó sẽ sát vào nhau như này này. Thì cái sản phẩm này này. Nó sẽ làm cho các cái xương của mình nó giãn ra. Đấy, làm cho cái đốt sống của mình nó giãn ra. Các bạn có thể tìm hiểu là nhiều khi trong cái lúc ngủ ấy. Trong một ngày thôi, trong cái thời gian ngủ, sáng dậy các bạn sẽ cao hơn cái lúc mà tối. Bởi vì là cả một ngày làm việc thì cái xương của mình nó ép vào. Nó làm cho mình bị thấp đi một tí. Đó, đấy là thực tế như thế. Thì cái này các bạn nằm lên này, tí là mình sẽ nằm cho các bạn xem. Đây, còn đây là nấc thứ nhất này. Đây, còn cái nấc cao nhất là... Nấc cao nhất thì các bạn cho vào đây thôi. Đây, còng vút này luôn này. Mình cần thì mình cho cái này vào. Không thì thôi. Mình thấy cho cái này vào hơi khó nhé. Chẳng biết cho nào luôn ấy. Chắc dán à. Mình loay hoay mãi mà không biết nhét cái này vào như nào. Thì mình nghĩ là các bạn dùng băng dính 3M ấy, băng dính hai mặt ấy, thì các bạn dán vào nhé. Nếu mà các bạn cần nhé. Dán nó khó thế này mình cũng không thích lắm. Ok, bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Đây thì các bạn cứ đặt ở đây thôi, sau đó là nằm lên thôi. Đấy là mình đang giãn cái xương sống của mình ra đấy. Và nó có các cái gai này để massage này. Đấy, mình có thể tập luyện cái này. Mình có thể nằm yên nhá, mình có thể nằm ngủ được rồi. Mình có thể nằm, mình không cần tập này, ngủ luôn được. Hoặc là mình tập, mình có những bài tập. Nhưng mà để tập thì mình thấy là cái khung này hơi yếu này. Khi mà các bạn tập luyện ấy, nó sẽ rất là yếu này. Ok, và cái này chỉ để nằm thôi. Các bạn nằm ngủ thư giãn ấy, nghỉ ngơi thư giãn, cứ nằm im đấy. Hoặc là kê lên ghế như này này. Rồi, xong rồi. Đây, cái này đây, mình dùng có đúng một buổi tối mình test này. Và nó đã gãy này. Và nó đã gãy rồi này. Đấy. Cái này mình không tập nhá. Mình chỉ đặt lên lưng mình nằm thôi. Mình đặt lên lưng như này này. Mình đặt lên lưng mình tựa vào cái ghế này này. Nhưng mà mình tựa hơi mạnh. Đấy, mình tựa mạnh một chút. Thế là nó gãy luôn. Vậy thì với cái sản phẩm giá rẻ này thì không nên mua các bạn nhá. Phí tiền ra. Em mình chọn những cái sản phẩm nó uy tín một tí, mình thấy rẻ mình mua thử thôi. Đúng là không phải lúc nào tiền ít mà mình cũng có thể. Đó đó, các bạn hiểu ý mình á. Rồi. Hơi phí nhỉ. Đấy. Tiếc 60.000, từ tối qua giờ mãi không ngủ được này. Đấy, cái nhựa này thì nó mình đầu tiên mình tưởng nó cứng thì nó sẽ chịu lực tốt ấy, nhưng mà
thực ra nó cũng không ăn thua đâu. Đấy. Đấy nha. Mình cứ nghĩ là mình chỉ đặt lên lưng mình nằm, mình không tập thì là nó có thể sử dụng được, bởi vì mình cũng lười tập mà. Nhưng mà thực ra thì cái nhựa này quá yếu. Nói chung là về cơ bản thì cái mình nghĩ là cái thiết kế này là mình cảm giác là khi mình nằm lên ý, thì nó rất thoải mái, nó sẽ đỡ đau lưng đấy. Nhưng mà các bạn nhớ là chọn sản phẩm là chất lượng tốt hơn nhé, những cái chất liệu nhựa hoặc là có hàng chính hãng ấy, mà có cái thương hiệu ấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.